đúng như là cái dự báo của em ngày hôm qua thì đúng là thị trường nó đang hướng về 710, 715 á. Hướng về 710, 715 thì nó cũng có lý do của nó thôi ạ. Vinamilk hiện tại thì không tăng được, nhưng mà Sapeco ngày hôm qua thì bị đè nên hôm nay Sapeco tăng lại, kết hợp với lại là anh chị cũng nhìn thấy luôn đó là các cổ phiếu ngân hàng thì tích lũy ngắn hạn là xong, có công thương tăng lại, các tăng lại thì công an hơi giảm tí nhưng công thương với BIDV tăng lại. Thị trường hôm nay tăng 3 điểm mấy là nhờ vào bà bảo vệ này, công thương này, để em xem đi, chắc em đi xem nha, bảo vệ, công thương, cô tế công, gát, thế giới di động, ngành dầu khí đó anh chị, PVD, gas, PVS, giống như em, đúng như em dự báo trước Tết đấy ạ. Anh chị nhớ mà nhớ là em dự báo ngành dầu khí ạ. Bắt đầu mới mới bắt đầu đi vào sóng thôi, mới bắt đầu thôi. Anh chị nghe rõ đúng không? Âm thanh tốt ạ. Nếu không nghe được thì anh chị nói cho em. Hôm nay thì em chỉ cập nhật sơ qua về thị trường thôi, khả năng xác suất thị trường đi vào cái chỉ cái chu kỳ là tăng trong 5 đến 10 phiên tới, 5 đến 10 phiên tới vùng hướng tới là 710, 715, có thể là sẽ lên tới 720, 720. Cổ phiếu hỗ trợ thị trường chủ yếu đến từ ngành, nếu ngân hàng mà là hỗ trợ thị trường á thì nó sẽ tăng rất là nhanh. Và em nhìn trên biểu đồ kỹ thuật thì nhìn thấy mạnh nhất là công thương, nghĩa là công thương với khối lượng khá là lớn. Sau em thống kê hợp lại công thương cho anh chị nhé, bắt đầu từ ngày 30 tháng 12, tức là bắt đầu bước sang năm 2017 thì công thương có giá tích lũy ngắn hạn là 14,5, sau đó tăng liên tục từ 30 tháng 12 năm 2016 tới ngày 23 tháng 1 năm 2017. Hết ngày 23 tháng 1 năm 2017 thì tích lũy trong vòng 2, 4, 6, 8 phiên và hôm nay là công thương tăng lại. Theo Ichimoku thì khả năng là công thương bước vào cái chu kỳ tăng thứ hai. Chu kỳ tăng thứ hai á. Tức là nếu mà anh chị có biết sóng Elliott sóng không ạ? Lý thuyết sóng không ạ? Đây anh chị này, cái hình sóng Elliott em gửi cho anh chị này. Đây anh chị, chuẩn sóng Elliott nó là như này này. Ở dưới đây anh chị ơi, chờ em một chút. Làm thế nào để góp hình nhỉ? Góp hình cho anh chị cái phần sóng Elliott để nói tiếp Elliott cho anh chị. Đây anh chị này, xem qua cái sóng Elliott nhé. Ồ, không có bốt hình lên được à? Anh trực tiếp thì không bốt hình lên được hả? À? Trực tiếp thì không có đăng hình lên được. Thôi anh chị vào cái link sóng Elliott á, link đó thông báo chỉ hướng đấy. Em đang nói tiếp về về công thương thì khả năng cao là vào cái sóng tăng A này, B này, chuẩn bị bước sang tăng C á. Nếu mà đếm 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 theo sóng Elliott đó, nó là 1 2 này. Bây giờ bước sang là tăng 3. 1 2 3. Tăng 3. Ok.
Theo, theo phân tích thì công thương là BIDV cũng vậy luôn. BIDV đi quái quái dị hơn, quái gở hơn. Thưa với anh chị là tại sao lại là ngành ngân hàng hỗ trợ chính? Bởi vì trọng số của các cổ phiếu ngành ngân hàng đóng vai trò rất là lớn. Khi ngành ngân hàng mà tăng lại kết hợp với cổ phiếu ngại gác hôm qua bị dìm hôm nay tăng lại thì rõ ràng thị trường tăng. Mặc dù vậy thì hôm nay Vinamilk giảm điểm kết hợp với lại Hòa Phát, Hoa Sen, Masan. Masan và Vinamilk giảm điểm. Vietcombank, Vinamilk, Vincom với lại ba cổ phiếu đó nó giảm điểm nên thị trường tăng không mạnh. Chưa nhận được cái đồng thuận của các blue chip vì vậy nên thị trường còn tăng yếu, mới tăng có 3.13. Tuy vậy thì cái dự báo ngày hôm qua, video ngày hôm qua phía dưới á, video phía dưới ngày hôm qua thì em có dự báo trước là có câu đặt ra cái câu hỏi cho anh chị và đó cũng chính là cái dự báo đó, khả năng là thị trường là sẽ tăng theo cái hướng là hướng về 715, 720 á, 720 á. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là thưa với anh chị là cổ phiếu mà ngành dầu khí, ngành dầu khí trước đây em có dự báo trước trước Tết luôn, anh chị nhớ không? Trước Tết á thì hôm nay thì đang có dấu hiệu rõ ràng hơn của ngành dầu khí, đặc biệt là đến từ PVS. Đúng luôn. PVS, PVD. PVD thì mới chỉ dấu hiệu sớm thôi, vẫn có thể xem xét vào lệnh PVD được. Và gas. Gas thì hôm qua có anh chị lưu ý dùm là ngày hôm qua là 18 triệu cổ phiếu ESOP á, cổ phiếu gọi là phát hành cho cán bộ công nhân viên á, thì ngày hôm qua là cổ phiếu đi về. Chính vì đó tạo nên cái áp lực bán trên thị trường và ngày là đó là phiên lâu lắm rồi gas mới có một phiên khớp lệnh gần 2 triệu cổ phiếu. Xin lỗi chị, 2 triệu 471 cổ phiếu, 2 triệu 471 ngàn cổ phiếu. Thì ngày hôm qua là xong cái ngày chính thức là hàng cổ phiếu 9 tháng 2 năm 2017, 18 triệu cổ phiếu ESOP về tới tài khoản thì bị bán mạnh, nhưng hôm nay thì cái lực bán suy yếu và lực cầu đã hút mạnh lên, tăng một giá, mặc dù là khối lượng khớp cũng chỉ cần có là 774.000 cổ phiếu thì đã tăng lại một giá. Nhiều khả năng xác suất thì gas đi vào một cái chu kỳ tăng mới sau cái đợt tích lũy. Nếu mà nhìn về dài hạn á, em nhìn theo biểu đồ tuần của gas, anh chị nhìn giùm em là biểu đồ tuần của gas á, thì sau khi mà giá dầu đạt mức 33 đô la Mỹ một thùng tại ngày 18 tháng 1 năm 2016 thì gas cũng đạt mức định giá 29.900 đồng một cổ phiếu. Sau đó thì tăng từ ngày 18 tháng 1 tới một hồi luôn, tức là gần như là tăng xuyên năm á, tăng đến tận tháng 26 tháng 9 năm 2016 đạt mức giá 70.000 đồng một cổ phiếu, tức là tăng 33, gần gấp đôi á. Sau đó thì dừng lại và tích lũy từ 26 tháng 9 tới tới đáy gần đây, và đáy ngày hôm qua là đáy thấp nhất của cổ phiếu gas là 56.900 á, 56.600 á. Đó. Có tầm đó thì ngày hôm qua là phiên phiên đầu tiên mà có khối lượng khớp khá là lớn trên 2 triệu cổ phiếu. Ngày hôm nay khối lượng khớp vẫn duy trì là 700.000 cổ phiếu thì khả năng cao em dự báo là gas đi vào một chu kỳ tăng mới. Đầu tiên là sẽ chinh phục cái đỉnh cũ của nó đạt xác lập vào ngày 26 tháng 9 là 70. 70 á, chính xác là giá 68 á, em tính cái giá đỉnh là 68 và giá trung bình của khu vực ở đó là 66.9, 67 á. Thì đầu tiên nó sẽ chinh phục cái đỉnh đó, đỉnh cao đó. Đầu tiên đó là hướng đi của gas. Thì vì có gas kết hợp với BIDV, Công Thương và Vietcombank được dự báo là khả năng sẽ vượt đỉnh của Vietcombank trong vòng một năm qua. Đỉnh gần nhất của Vietcombank là 41.3 thì khả năng cao là đang tích lũy tại cái vùng cân bằng của Qjun 20 phiên của tuần 26 tuần á, Qjun 26 tuần đang là vùng cân bằng là 38.9. 38.939 quanh quanh cái vùng cân bằng của Qjun tuần. Vì vậy khi mà tích lũy đủ khoảng 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, đã có 4 tuần tích lũy ở đây thì khả năng xác suất cao thì Vietcombank sẽ hướng tới cái việc mà vượt cái đỉnh cũ là 41.9. Chỉ cần hai cổ phiếu Vietcombank và gas hỗ trợ thị trường thì sẽ nhanh khả năng là cái việc cái dự báo về vùng 720 là điều hoàn toàn có thể, cộng với việc Vinamilk hiện tại bây giờ là muốn lên lắm rồi nhưng mà hiện tại đang 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 có cái áp lực là mua bán cung cầu của hai
hai hai hai bên là F&N và một cái nhóm khối ngoại nào đó đang bán ra. Cái tầm nhìn chung về thị trường để anh chị có cái nhận định chung thì 1 phút cho em xin làm cái thủ tục hành chính nhé. Tức là đề nghị anh chị xem là like rùm cho em cho nó đủ, mỗi mỗi video like, mỗi video là khoảng 300 like, chưa có video nào được 300 like cả. Thứ hai nữa là có thể chia sẻ hoặc là anh chị có thể chia sẻ hoặc là anh chị có thể bình luận ở phía dưới. Mỗi người có thể bình luận hàng chục cái bình luận, có thể để lại những thông tin ở phía dưới. Nếu em tiện thì em có thể, tức là cuối ngày em có thể là xem qua lại cho các anh chị và trả lời các anh chị. Đó là cái thứ ba. Cái thứ tư nữa là một số cái room của Bụi Đời Trở Chứng, câu lạc bộ tự doanh chứng khoán, là một số các cái room anh chị biết tới á, thì vui lòng ấn chia sẻ lên các cái room đó giùm em. Em không yêu cầu anh chị chia sẻ lên lên trên tường, nhưng mà chia sẻ vào các cái room đó giùm em. Thì vài cái thủ tục hành chính thế để lấy cái động lực để cho em làm á. Em tổng hợp thị trường. Thì ngoài cái thị trường nha, ngoài các cái cổ phiếu nha, PS ok, PVS ok, ngành cổ phiếu ngành dầu khí gồm có 3 cổ phiếu, 4 cổ phiếu anh chị lưu tâm. PVD thì không có cơ bản lắm bởi vì khó phân tích cơ bản PVD. Nhưng mà 3 cổ phiếu có thể phân tích được cơ bản đó là GAT, PVS và PXS, anh chị có thể xem qua được. Ok được cái chuyện đó, PV Trang cũng được nó luôn. 4 PV Trang thì nó không phải hẳn là dầu khí mà nó là vận tải dầu khí thôi, vận tải dầu khí thôi. Thứ tư, cái thứ năm nữa là thủ tục hành chính. Thêm một thứ nữa đó là em đang ngồi ở phòng họp của công ty, giới thiệu cho công ty em một chút, công ty chứng khoán ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam BIDV. Phía sau anh chị đây là hình ảnh của cán bộ công nhân viên bên em, công ty chứng khoán ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam BIDV. Nói chung là những anh chị đã từng giao dịch qua chứng khoán BIDV thì anh chị thấy rằng là nói chung là cũng tốt, ổn thôi, và công tác tư vấn của bên em thì hướng vào cái việc là đầu tư chứ không hướng vào công cái việc mà đầu cơ hay là giao dịch ngắn hạn lướt lát nhiều. Đó là cái điểm riêng của bên em. Thị trường chung thì nó là như thế, thị trường chung nó như thế. Đi loáng qua một vài cổ phiếu thì hôm nay mạnh, rõ ràng mạnh nhất vẫn phải kể đến Hòa Bình, Đất Xanh. Đó là những cổ phiếu mà mang tính chất thị trường. HAG, HNG là những cổ phiếu mà vẫn được cái dòng tiền tích lũy khá là tích cực. Em thì em không đi vào chi tiết các cổ phiếu nhiều lắm bởi vì thực ra em muốn cho anh chị nhìn thấy cái tầm nhìn chung, tức là nhìn thấy cái sườn chung của thị trường, nhìn thấy những cổ phiếu có trọng số lớn tác động lên thị trường thì sẽ nhìn thấy cái xu hướng chung của thị trường. Nó sẽ tạo cho các anh chị là cái nhìn sớm, không bị tâm lý tăng giảm của thị trường tác động. Việc mua bán cổ phiếu nào thì tùy thuộc vào từng cái danh mục cụ thể, từng cái tỷ lệ margin hoặc là từng cái gọi là cái thị hiếu riêng của từng người. Việc này thì cũng thực sự là nói thật em chị là cũng hơi khó cho em bởi vì em không quản lý tài sản của anh chị nên cũng rất khó tư vấn. Anh chị hỏi về cổ phiếu nào thì em có thể nói về cổ phiếu đấy, chia sẻ những cái hướng gì em biết thôi. Những bạn mới tham gia thì nên đọc sách trước, nghiên cứu các cái cuốn sách, ví dụ đơn giản nhất ra là hiệu sách á, tìm kiếm một vài cổ phiếu, một vài cái cuốn sách viết về chứng khoán, đọc trước, nghiên cứu trước, gần như tất cả các cái kiến thức á. Tất cả các cái kiến thức của chứng khoán đó, nó nằm ở trong sách hết. Thực ra nhiều người bảo là sách thì vớ vẩn nhưng không phải đâu. Sách thì có một cái phần nào đó anh chị đọc đi rồi sau đấy trực tiếp giao dịch trên thị trường thì nó sẽ nhanh hơn là cái việc là cứ nghe người khác nói, mà nghe những người không đáng tin cậy nói thì nó lại càng làm cho anh chị rối hơn. Đó là cái thứ ba. Thứ tư nữa, phần lớn học sinh kinh tế đều được học môn chứng khoán và môn phân tích thị trường, phân tích vĩ mô, đặc biệt là dân tài chính doanh nghiệp thì phân tích của cổ phiếu rất là tốt, rất là giỏi luôn. Thực ra là các bạn đã phân tích không hề sai một chút nào hết đâu, bản chất những người học tài chính doanh nghiệp ra phân tích cổ phiếu rất tốt. Tuy vậy thì thị trường luôn luôn đúng, tức là nó vận động theo cách của thị trường, mà thị trường là hiển thị của tư duy hành vi của rất nhiều cá thể. Vì là tác động của hành vi có rất nhiều cá thể nên có trong ngắn hạn thì có nhiều vấn đề nó sẽ không đúng được với trong sách vở, nhưng sách vở là điều rất quan trọng, cần phải học, cần phải nắm cái tư duy, cái sườn, cái nền. Thì sau đấy giống như là em lấy ví dụ như là công thương có thể bứt phá, xin lỗi là em đang nói dở chút, công thương thì tốt ạ. Đang nói là cái sườn nó giống như người mà chơi bóng bàn á, mặc dù có rất nhiều người chơi bóng bàn rất là giỏi nhưng mà không bao giờ đi vào thi đấu ở những cái giải lớn được, bị đơn giản đó là họ không được học tập từ đầu. Đó là nên là em khuyến nghị là mọi người nên nghiên cứu về sách. Hôm nay thì em sẽ quay đến nói với anh chị một cái thứ, một cái kia, tức là một cái chìa khóa cho đầu tư. Nếu muốn thành công thì buộc phải có chìa khóa đó.
đó chính là cái sự linh hoạt. Sự linh hoạt, sự linh hoạt ở đây em muốn hàm nghĩa ở cái góc nhìn đó là hạn chế cái tính bảo thủ á. Thường thì những người mà tham gia đầu tư tài chính á, thì luôn có mong muốn rằng là tự do, gọi là tự do tài chính. Và những người này thì phần lớn anh chị em mình tham gia thì đều rất 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 là giỏi trong các ngành nghề khác, thực sự là rất giỏi trong các ngành nghề khác, đã từng và đã là những người thành công nhờ nhiều cái ngành nghề. Nhưng mà thực tế thì cái việc thành công của các ngành nghề khác á, nó là một phần đóng vai trò là hỗ trợ cho việc đầu tư chứng khoán, nhưng nó chỉ đóng vai trò phần nhỏ thôi. Nhưng mà do vì cái lý do thành công nên là khi bước chân vào thị trường chứng khoán thì ai cũng rất là bảo thủ, ít khi là hạ mình xuống để học hỏi và nghe 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 người khác nói. Nên là trong các cái hành động của mình trong quá trình đầu tư hoặc là giao dịch á, thì khá là bảo thủ, rất là bảo thủ. Bảo thủ thì cho nó sẽ hạn chế cái tính linh hoạt. Tính linh hoạt, khi mà cái việc cái tính linh hoạt bị hạn chế á, thì đồng nghĩa với cái câu chuyện đó, anh chị biết là như nào không, là không không tuân thủ những cái quy luật, những cái kế hoạch mà mình đề ra, luôn mong thị trường là luôn đúng theo cái ý của mình. Nhưng cái điều đó là điều không thể, bởi vì mỹ thuật thị trường luôn đúng, bản thân chính những nhà đầu tư như anh chị em mình thì nên có một cái tư duy là nghĩ rằng là mình luôn yếu kém hơn thị trường, nhận mình là yếu hơn thị trường, kém hơn thị trường, và đừng bao giờ có tư duy muốn điều khiển giá của cổ phiếu. Hôm qua em có video ở dưới ạ, video ngày hôm qua em có nói ạ, thì hạn chế cái tư duy là làm giá cổ phiếu, hay là tư duy tác động là tạo nên cái giá cổ phiếu, hay là cái tư duy là muốn rằng thị trường đi theo ý mình. Thị trường không đi theo ý mình, hoàn toàn không đi theo ý mình. Vì là thị trường không đi theo ý mình nên là anh chị phải luôn linh hoạt trong việc chốt lời, linh hoạt trong việc cắt lỗ và linh hoạt trong việc mua bán. Có thể tư duy của anh chị nhìn nhận thấy mà ở thị trường chứng khoán Việt Nam hiện tại bây giờ, theo thống kê sơ bộ của em được biết, có 1.000 cổ phiếu. 1.000 cổ phiếu thì cái xác suất anh chị chọn đúng và chọn sai á, thì khả năng là nó bằng nhau, nó bằng nhau. Nhưng mà có tư duy về mặt kiến thức tài chính, có cái kinh nghiệm nhất định thị trường thì xác suất chọn đúng nó sẽ cao hơn. Nó cao hơn nhưng không có nghĩa là không sai. Vì là như vậy nên là anh chị luôn luôn phải linh hoạt trong các cái xử lý. Tức là phải luôn là nghĩ rằng là có thể sai, mình có thể sai. Khi mà mình nghĩ có thể sai á, thì đồng nghĩa với việc là anh chị chẳng may mà mua sai một cổ phiếu nào đó thì nên giữ cái tiền của mình, nên giữ tiền của mình để có tìm kiếm những cái cơ hội khác, những thương vụ khác, không quá bảo thủ và kém linh hoạt, cố gắng bám giữ lấy cái cổ phiếu mà mình đã lựa chọn sai lầm để hy vọng rằng nó sẽ lên lại hòa vốn. Việc hy vọng mà nó lên lại hòa vốn là người ta, theo cá nhân em á, em gọi nó là gọi là giao dịch cổ phiếu, không phải là gọi là giao dịch chứng khoán nữa, mà người ta gọi là giao dịch kỳ vọng, giao dịch cái kỳ vọng, giao dịch cái kỳ vọng hòa, gọi là giao dịch kỳ vọng hòa. Thì như vậy thì dòng tiền thường nhá, những cái ngành nghề mà có cái tính xoay vòng dòng tiền lớn á, thì trong đó có chứng khoán là cái cổ phiếu mà là cái ngành nghề mà có tính xoay vòng cái dòng tiền rất là lớn. Anh chị có khoảng tầm 200 triệu, anh chị cũng có thể có doanh thu mỗi mỗi tháng lên tới vài tỷ đồng, vài tỷ đồng, bởi vì cứ 3 ngày là anh chị có thể xoay vòng được một vòng rồi. Thường thì 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, cao nhất là ví dụ như là giao dịch ngắn hạn là nó nằm ở khoảng từ 3 đến 10 ngày thì anh chị sẽ xoay được một vòng. Thì nếu như anh chị nào bảo thủ xoay vòng ngắn thì cũng được tháng được 4 vòng, nếu mà giao dịch ngắn hạn. Giao dịch dài hạn, trung hạn và dài hạn thì em không nói, nhưng ý em nó nói là như vậy thì anh chị sẽ rất rất nhiều các cơ hội. Và thị trường thì nó có một cái đặc điểm thế này các anh chị này, là nó luôn luôn tồn tại các cơ hội, nó không thể không có cái gì lên mãi và cũng chẳng có gì xuống mãi. Trong ngắn hạn nó có thể tăng nhưng rồi nó cũng sẽ giảm, anh chị cứ để ý bất kỳ cổ phiếu nào cũng đều như vậy hết. Nó tăng giết rồi nó sẽ giảm, anh nào tăng nóng thì giảm nóng, anh nào tăng 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 chậm thì sẽ giảm từ từ. Nó tăng nó đều có lý do của nó, nhưng thường thì nó sẽ tăng trước khi có lý do xảy ra. Có cái nguyên tắc của anh chị nên 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 nắm á, xin lỗi anh chị, có cái nguyên tắc nên anh chị nên để ý một chút đó, đó là nếu như tin tức ra rồi mới tăng, rồi mới tăng thì cái tin tức đó chính là cái hỗ trợ cho cái việc tăng. Còn nếu như mà đã tăng rồi mà tin tức mới ra thì gần như là cái giá nó đã hiển thị hết cái tin tức đó rồi. Anh chị lưu ý những cái chuyện đó để khi giao dịch thì thấy nó sẽ
phản ứng với lại những cái vấn đề đấy cho nó phù hợp. Nếu mà đã có một giai đoạn tăng rất là mạnh rồi, tin mới ra trên cà phê app thì anh chị lượng từng là tất cả những cái kỳ vọng về cái tốt á, nó nằm ở ngay cái chỗ cái đoạn tăng nó rồi. Còn nếu như mà cổ phiếu tích lũy lâu mà tin ra vẫn không chịu tăng, em lấy ví dụ như Gap tin ra rất là tốt về mặt lợi nhuận, khả năng năm 2017 này sẽ là một năm có cái chu kỳ mới của cổ phiếu Gap. Sau 6 tháng từ tháng 2 đến tháng 10 tăng giảm, từ tháng 10 đến tháng đến bây giờ khả năng sẽ có một cái nhịp tăng khoảng 3 tháng tới của Gap. Thì khi tin tức tốt ra mà cổ phiếu lại không những không tăng mà giảm bởi vì do áp lực của cổ phiếu ESOP thì sẽ sắp tới nó sẽ tăng. Đây là em dự báo trước. Thứ hai nữa là ngành dầu khí, đó cũng là cái căn cứ tại sao em dự báo ngành dầu khí, bởi vì có nhiều lý do để dự báo cái ngành này lắm. Ngành này là ngành mà phải tăng. Em không nói là gọi là phải theo ý của em, nhưng phải ở đây đó là cái trọng số của nó đóng góp cho nền kinh tế khá là lớn. Nền kinh tế Việt Nam mình là nền kinh tế mà gọi là cái thu ngân sách à, tổng thu gọi là tổng thu ngân sách nhà nước á, nó phụ thuộc ngành dầu khí khá là nhiều, ngành mà nguồn tài nguyên rất là nhiều, nên là nó khả năng là năm nay là cái năm mà mới sẽ có những cái chu kỳ tăng khá là tích cực. Đó là cái thứ ba. Cái thứ tư nữa là cái linh hoạt ở đây nó là cái chìa khóa. Thì có anh chị nào có một cái ý kiến khác về sự linh hoạt không? Em muốn nhận được cái phản hồi của các anh chị về cái ý kiến khác về cái sự linh hoạt trong cái đầu tư chứng khoán thôi. Linh hoạt đây là ngoài cái thể hiện cái việc quyết đoán, cái việc cương quyết, hạn chế cái tính bảo thủ mà tính gọi là tính có thể sai á. Tức là trong tư duy là luôn nghĩ rằng là có thể sai. Thì có cái suy nghĩ khác nào về cái tính linh hoạt không? Nếu mà anh chị có ý kiến thì em sẽ trao đổi thêm với anh chị về cái vụ này. Cái vụ này quan trọng lắm anh chị. Nó là chìa khóa thành công đấy ạ. Nó là chìa khóa của cái đầu tư thành công đấy ạ. Anh chị không nghĩ thế nhưng em thì em có kinh nghiệm và em chia sẻ thật từ với anh chị về cái vụ này. Alo, mọi người có còn nghe em nói không ạ? Có thể là phản hồi cái việc mà anh chị vuốt màn hình nhé. Nó có thể like lên để thấy mọi người đang hoạt động thì nó hào hứng nói hơn. Giống như là nói chuyện ở trong lớp mà thấy trong một hội trường mà thấy mọi người ủng hộ hào hứng thì nói nó sẽ có cái tích cực hơn ạ. Nghe vẫn tốt đúng không anh? Dạ. Thì bởi vì thấy mọi người im lặng quá nên không biết là có lắng nghe không, nên là em cảm thấy là không có còn hào hứng nói lắm. Đó là cái thứ ba. Quay lại với cái thị trường của Việt Nam mình nhá, thì thực ra là cái gì nó cũng có lý do của nó hết. Ngành ngân hàng nó tăng, nó có lý do của ngành ngân hàng tăng. Cái dự báo này dự báo khá là sớm, đến nay đã là mùng 10 tháng 2, tức là đã dự báo là một tháng rưỡi rồi ạ. Dự báo trước đây một tháng rưỡi về ngành ngân hàng rồi. Thì em có hứa với mọi người là cuối năm nói về là có sắc thực sự là sóng của năm không? Thì khả năng cao là ngành ngân hàng sẽ là sóng của năm, kết hợp với ngành dầu khí. Dầu khí thì xác suất em còn chưa xác nhận bởi vì nó mới chỉ là bắt đầu. Nhưng ngành ngân hàng thì sẽ là sóng của năm. Đó là cái thứ nhất em nói với anh chị là ngành dầu đó. Cái mà anh chị đang nhìn thấy như Hữu Hòa Bình á, là kéo kiểu như này á, kéo cổ phiếu, tức là cái cổ phiếu nó tăng bền như vậy á, cố để trả để hiển thị cái lợi nhuận gọi là đột biến của Hòa Bình á, thì cái này em không theo lắm nên là em cũng chưa dám chắc cái câu chuyện là có người cho rằng là để đưa về PE bằng 10 thì cũng hy vọng là sẽ đưa về PE bằng 10. Em hy vọng thôi. Cái việc đột biến này thì cũng em chưa tìm ra lý do. Anh chị nào thoại dành về cái vụ mà lợi nhuận của Hòa Bình đến từ đâu mà tự nhiên có một cái cục đột biến lợi nhuận to đùng mà cái đợt tháng 4 vừa rồi mới book á. Anh chị có nhớ là tháng 4 vừa rồi nó book 253 tỷ không? Tháng 3, tháng 4 đều là rất là đột biến, thì cái tầm nhìn của Hòa Bình thì thực sự là rất khó nhìn. Nhưng mà anh chị vui lòng cho là nó lên liên tục như thế này á thì rất là khó lường, nhưng mà nếu như mà nó có một nhịp giảm tích cực mà tích lũy tốt, xét lại vùng đỉnh cũ của nó là khoảng 30 á thì có thể xem xét mua được. Hiện tại PE của Hòa Bình có 6.53 thôi. Nếu mà theo cái ý của mọi người là muốn kéo PE về 10 á thì chắc phải là 60 á, thì cũng có thể lắm chứ nhỉ. Cũng có thể lắm. Nhưng mà nó phải đi kèm với kết quả kinh doanh của quý 1 năm 2017 này. Thì nó phải khoảng đâu đó khoảng tầm 300 tỷ, tức là gấp 6 lần cùng kỳ.
6 lần đồng kỳ. Nếu đạt được điểm đó thì Hòa Bình sẽ đi bền, và nó cũng là một cái lưu ý của anh chị, đó là cái sóng của năm. Cái sóng của năm bình thường thôi ạ. Hoa sen nó có thể tăng từ 30 đến 60 bình thường. Năm ngoái đấy, anh chị nhớ hoa sen không ạ? Hoa sen group cả năm ngoái nó tăng không ngừng nghỉ luôn. Nó tăng từ 20 chứ không phải là 30 chị. Nó tăng từ ngày 14, chính xác là đáy của nó là 25 tháng 1 năm 2016. Nó tăng từ giá 16 mà hiện tại bây giờ giá hoa sen là 50. Thì anh chị nhân dùm cho em là nó tăng gấp 3 lần. Thì Hòa Bình tăng từ giá trung bình của nó là từ 28 đi, mà tăng gấp 3 lần thì lên giá 90 cũng là bình thường đó anh chị. Đó là cái nhìn dài, nhưng với điều kiện là anh chị phải xác nhận được một số vấn đề. Em đang nghiên cứu và tìm hiểu để xác nhận một số vấn đề nên chưa dám nói trước với các anh chị chuyện đó. Ngành thép thì hai quý đầu năm vẫn còn tốt, tích cực tiến lên, hoa sen họ phát vẫn còn khá là tích cực anh chị ạ. Thêm một vấn đề nữa là hôm nay em sẽ trực tiếp khoảng đâu đấy 30 phút thôi, khoảng 4 phút anh chị muốn hỏi thêm vấn đề gì nữa. Em đang quay lại cái chuyên đề chính của em muốn nói đến là cái sự linh hoạt á. Thì tại là không có anh chị nào có ý kiến cái vụ này, nhưng anh chị thực sự là chưa phải là người chinh chiến cái thị trường nhiều nên anh chị cũng không cảm nhận được cái chuyện này. Cái linh hoạt nó cực kỳ quan trọng đến mức là thắng hay bại nó nằm ở chỗ linh hoạt. Bởi vì em nói với anh chị là nói hơi quyết liệt một chút, nhưng rất nhiều anh chị đầu tư rất giỏi nhưng mà thua, gọi là không phải là thua mà gọi là có thể là không tận dụng được những cái cơ hội chốt lời ngắn hạn, rồi giao dịch cái dòng tiền nó lớn và cuối cùng thì là có thể ví dụ có người mua được giá 20 lên đến tận 30, sau đó cuối cùng nó vẫn trả về 20. Đó là anh chị thiếu linh hoạt bởi vì chưa hiểu được về bản chất của cái vận động của giá trong ngắn hạn á, thì nó luôn luôn lên xuống. Cái vận động của giá thì nó sẽ dẫn đến cái câu chuyện là nếu anh chị linh hoạt nhạy bén thì sẽ tận dụng được cái chu kỳ và tận dụng được cái vòng xoay dòng tiền. Dẫn đến câu chuyện là mặc dù là mỗi lần anh chị lợi tìm kiếm được cái mức lợi nhuận nó hợp lý vừa phải, nhưng tổng tất cả những cái lần đấy lại, trừ đi những lần anh chị giao dịch mà gọi là phải cắt lỗ, thì anh chị sẽ có một mức biên lợi nhuận khá là lớn. Em dám tự hào rằng là một số tài khoản, không phải tất cả, em sử dụng cái phương pháp này, phương pháp linh hoạt đấy, kiếm lời 100%, hơn 100%. Tất nhiên là với cái mức sinh lời của em tính bằng tỷ, không tính bằng trăm triệu, tính bằng vài tỷ hoặc vài chục tỷ, nên là nó sẽ khó hơn rất nhiều so với việc là kiếm lời theo cái tỷ lệ 100% mà 10 triệu hoặc 50 triệu hoặc 300 triệu. Cái đó là em chia sẻ thật, nên là em thấy nó quan trọng và em muốn chia sẻ, nhưng em chưa tìm ra cái cách nào để nói cho anh chị hiểu về cái việc mà linh hoạt, nhạy bén và nhanh. Đặc biệt là những cái bạn mà còn trẻ, đang là broker trẻ này, đang là những người mà còn tham gia thị trường tài chính, yêu cái nghề tài chính mà còn trẻ, thì nên tận dụng cái sức trẻ để làm việc liên tục. Không có cái ngành nghề nào mà nghĩ ra một cái trò là mua vào sau bỏ đó 10 năm sau hưởng lợi giống Warren Buffett đâu. Anh chị xin lỗi, anh chị nếu đọc sách của ông Warren Buffett đó, thì anh chị sẽ biết được rằng là ông ấy chỉ chia sẻ rằng là hãy tìm một cổ phiếu thật tốt, sau đấy tìm giá hợp lý, tức là một cổ phiếu giá một đô la Mỹ mà là tốt, mà chỉ bán với giá 0,5 đồng. Không ai làm được chuyện đó đâu. Cái hai nữa là những cái thứ mà gọi là phù khoảng á, từ những thứ mà khó khăn á, không ai đi chia sẻ những cái khó khăn, không ai đi chia sẻ những cái giải quyết vấn đề, mà chỉ chia sẻ cái thành công thôi. Chia sẻ cái thành công không thì không có nhìn thấy được những phương pháp cụ thể của ông làm đâu. Em lấy ví dụ, em đọc về Gordon, về cái thương vụ mà ông mua sai ngân hàng á, ông mua sai một ngân hàng. Em không nhớ tên lắm, nhưng mà cái năm 2007, năm 2006, 2007, đến năm 2007 mà khủng hoảng kia tài chính của Mỹ á, cho khủng hoảng nhà đất mà nên á, thì nhà đầu tư huyền thoại này cũng phải làm một chuyện, đó là mua tăng tỷ lệ để chi phối và vào để điều hành lại ngân hàng. Chuyện này với anh chị cá nhân không làm được. Vì vậy, chính vì không làm được chuyện gì thì hãy tận dụng cái sức trẻ, cái sức lao động liên tục để tận dụng cái sự linh hoạt, cộng với việc chăm chỉ cần cù thì mới tạo ra được những cái thành công. Chứ còn không có cái cách nào mà tìm một cái cổ phiếu gọi là trên thị trường chứng khoán 1.000 cổ phiếu. Em là người dành cổ phiếu nhất trên thị trường này á. Tức là nhất cái chuyện mà em ngồi em đi lọc, em đi mò đầy đủ các cổ phiếu luôn. Đó là lý do tại sao anh chị nói về cổ phiếu nào em cũng biết. Nhưng không có cái giải pháp cho câu chuyện tìm một cổ phiếu như thế, rất là khó, hy hữu lắm. Kiếm được một cổ phiếu giống như
giống như là Vinamilk á thì cũng khó, nhưng mà Vinamilk nói tiếng thế thôi chứ ai giữ được từ đầu đến cuối là điều rất là khó luôn, đúng không anh chị? Đó là như vậy. Thì thôi em dừng trực tiếp ở đây. Anh chị nếu mà ủng hộ em á, thì khi mà xem video này á, thì vui lòng là để lại cho em cái cảm nhận hoặc là một cái lời động viên nào đó ở bình luận. Đó là cái thứ nhất em mong muốn. Cái thứ hai nữa là để lại cho em một cái gọi là cái đánh dấu là anh chị đã có tham gia ủng hộ em bằng việc là like cái chương trình này. Chương trình này là chương trình trực tiếp mà nói về rất nhiều các chuyên đề, để anh chị gọi là theo cái mong muốn của em đó là gọi là chia sẻ phổ cập cái kiến thức tài chính cho rất nhiều người ở nhiều nơi trên đất nước này lắm. Em đã livestream thế này thì là gọi là ở nhiều vùng miền lắm, biên giới, hải đảo hay bất kỳ chỗ nào, có rất nhiều người phản hồi với em là hiện là đang ở biên cương của Tổ quốc, có những người đang ở ngoài giàn khoan, có rất nhiều luôn, rất rất nhiều những người. Thế em thấy đó nó có ý nghĩa đối với nhiều người, và rất nhiều người ở ngành nghề khác nhau. Đó là thứ mà em mong muốn, để chia sẻ với mọi người về kiến thức, về mong muốn rằng là ngành của cái ngành này em yêu nghề, yêu ngành nên em muốn làm chuyện đó. Thế thôi, đó là cái thứ ba. Cái thứ tư nữa đó là cần em chia sẻ về chuyên đề gì thì anh chị vui lòng để lại cái gợi ý, thì em cũng giàu ý tưởng nhưng mà có lúc cũng cạn kiệt ý tưởng để nói chuyện với anh chị, thì anh chị để lại cái gợi ý ở cái bình luận đó. Thì em sẽ tổng hợp, em xem cái những chuyên đề nào mà nhiều người quan tâm để ý thì em sẽ làm cho các anh chị, nói cho anh chị, để cho anh chị mau hơn là nhiều so với việc đọc sách. Mau hơn rất nhiều so với đọc sách. Và việc các anh chị bình luận ở đây thì nó chỉ là một cái gõ của anh chị thôi, nó không có mất nhiều thời gian, nhưng nó lại có ý nghĩa đối với cái việc thúc đẩy cái động lực của em để tiếp tục em làm cái chuyên đề khác. Em đang có những cái chuyên đề liên quan đến hôm nay em làm về cái sự linh hoạt, em đang nói đến cái việc mà tại sao em hay phân tích cho anh chị về thị trường, thì cái cảm nhận về động thái thị trường nó cũng rất là quan trọng. Rồi em muốn nói đến cái chuyện mà ở trong này, ví dụ như là liên quan đến tìm những cổ phiếu mà gọi là những cổ phiếu hàng đầu tốt đó. Phân loại chuyện đâu là hàng đầu mà đâu là sau á. Rồi muốn nói đến anh chị về cả cái những cổ phiếu mà gọi là dẫn dắt thị trường, rồi những cổ phiếu mà gọi là lead của thị trường, cổ phiếu của năm nè. Với năm nó có một vài cổ phiếu, năm nay em đang nhìn dấu hiệu là Hòa Bình là cổ phiếu của năm, Hòa Bình là cổ phiếu của năm. Cô Tích Công thì rõ rồi, năm ngoái rồi, MWG năm ngoái rồi, Hoa Sen Hóa năm ngoái rồi, năm nay sẽ là Hòa Bình hoặc là cổ phiếu rốt thì pha rốt thì cổ phiếu của năm, nhưng mà năm ở đây em không khe về, nó chỉ đóng vai trò là mặt giá thôi, nhưng cũng được gọi là cổ phiếu của năm. Khả năng sắp tới đây pha rốt sẽ được vào ETF nên là nó bền vững lên lắm, nhưng mà rủi ro ở nó thì cũng chẳng biết nói thế nào với anh chị hiểu cái vụ này cả. Em trực tiếp 30 phút mà đến 33 phút rồi. Làm một số thủ tục hành chính cho em nhé, like, chia sẻ, bình luận. Và nếu anh chị muốn tìm lại các video này á, thì vui lòng gõ trên Google á, từ trực tiếp chứng khoán thì sẽ tìm lại tất cả các cái video cũ của em. Tìm bằng theo video á, em đang trên YouTube á, tìm theo vào trong YouTube á, tìm từ trực tiếp chứng khoán thì sẽ ra các video cũ của em. Anh chị muốn theo dõi liên tục mà nó báo cho anh chị thì luôn đăng ký cái kênh đó, đăng ký cái câu lạc bộ chính, cái kênh của em tên là câu lạc bộ tự doanh chứng khoán. Đăng ký kênh đó thì có video mới nó báo cho anh chị xem, nếu anh chị không mất thời gian để xem trực tiếp thì sẽ xem qua đó. Xin chào, hẹn gặp lại các anh chị vào cái chuyên đề khác vào ngày mai vào thứ hai ạ. Với lại em tắt video này, em làm một video là mời các anh chị, để video này luôn là ngày mai sáng mai 7:30 em có họp cái nhóm một nhóm mạnh thường quân á, cái nhóm có đóng phí á, thì mời các anh chị là đóng phí hoặc chưa đóng phí thì tham gia. Những anh chị nào chưa đóng phí thì tham gia vào sáng mai, địa chỉ là em để lại cái địa chỉ ở đây nhá, 131/32 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, quận 2. Anh chị tới thì gọi cho số điện thoại là 0906 995805, em sẽ cho người ra đón nha anh chị. Những người nào đã thuộc cái nhóm đóng phí ở Hồ Chí Minh hoặc ở các tỉnh khác, nếu có thời gian thì tham gia chung với bọn em cho vui.
Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là những người chưa đóng phí á, thì nếu muốn tham gia thì vui lòng đóng phí cà phê 200 ngàn một người, hay là đi đến tham gia thì sẽ đóng phí. Còn cái đóng phí kia thì bọn em đóng phí tham gia nhóm thường xuyên hàng tháng, đóng phí hàng tháng thì bọn em có tham gia thì hiện tại là nhóm bọn em có 50 người trên toàn quốc luôn, chứ không phải mình Hồ Chí Minh thì có khoảng mười mấy người thôi. Thì xin mời các anh chị là ngày mai tới địa chỉ đấy, buổi sáng em lại trực tiếp pha cà phê với các anh chị giống như lần trước. Mong các anh chị đến đúng giờ và tham gia cho nhiệt tình cho vui. Anh chị nào tham gia thì vui lòng để lại cái bình luận á, em biết được và số lượng bao nhiêu để em chuẩn bị, chúng ta chuẩn bị cho được tốt. Em thì cái việc mà tham gia cà phê như vậy thì chủ yếu là cho anh chị gọi là kết bạn giao lưu thôi, chứ còn hôm đó không tham gia thì anh chị sẽ nói nhiều hơn em. Ok anh chị, dạ ai tham gia thì để lại cái bình luận ở phía dưới giùm em sẽ sửa lại cái tựa đề của cái video này để anh chị biết là có thông báo sáng ngày mai luôn. Chào anh chị ạ.